Xin chào toàn thể quý khách hàng và nhà đầu tư. Mình là Trọng Thư, hiện tại đã công tác và làm việc tại bất động sản Kim Cương. Thì ngay buổi sáng hôm nay, công ty bất động sản Kim Cương tung ra một vị trí vô cùng đẹp, vô cùng đắc địa. Ngay vị trí Trọng Thư đang đứng đây, và tuyến đường thì đang được xuống cống, như quý vị ơi, đang xuống cống. Tuyến đường này sẽ kết nối với đường mòn Hồ Chí Minh qua giai đoạn 2, giai đoạn 1 và chạy thẳng ra khu nghiệp Megamix giai đoạn 3. Và hiện tại thì khu vực này đang được cho thả cống và làm đường, làm vỉa hè và cho xây dựng. Và ngay khu vực này đây thì đằng sau lưng Trọng Thư thì Megamix đang quy hoạch một trường cao đẳng nghề Bình Phước đã đang được xây dựng ở đây. Và dọc cái tuyến đường tay Trọng Thư đang chỉ đây, đó là dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, và chúng ta sẽ ra khu nhà phố thương mại đường D1 của Megamix Trơn Thành Bình Phước, và một khu vực mà kết hợp cả công nghiệp, đô thị, và nhất là có trường học, trường cao đẳng nghề Bình Phước như vậy thì sẽ rất là tăng trưởng nhanh trong thời gian tới. Giá đất nền sẽ tăng nhanh khi mà đường làm xong, cống làm xong, cây xanh vỉa hè lên và đường nhựa sẽ xuống. Và dọc tay Trọng Thư chỉ đây là đường mòn Hồ Chí Minh, và xe đang chạy qua. Đường mòn Hồ Chí Minh có diện tích mặt đường là 25m, chạy thẳng rẽ trái về đồng bằng sông Cửu Long, và rẽ phải chúng ta sẽ về Đồng Xoài và các tỉnh Tây Nguyên. Thì năm 2020 thì huyện Trơn Thành đã được chính thức lên thị xã Trơn Thành, và cũng làm cho giá đất tăng theo thuế thổ cư tăng lên. Và khi mà quý anh chị đầu tư vào đây, khi giá chỉ có 9 triệu trên mét vuông, với tiện ích đầy đủ và diện tích đất thì 5x30 thổ cư 100%, được xây dựng kinh doanh tự do từ 1 đến 6 tầng. Hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 0962 854 858 để được tư vấn và xem thực tế dự án tại khu vực này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.